Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh Ham Vọc Vạch của mình. Trong cái video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn đổi cái mật khẩu Facebook hiện tại của mình nhé. Thì vì cái lý do bảo mật tài khoản Facebook, hay là các bạn lo lắng cái mật khẩu Facebook của mình đã bị lộ. Và cái lời khuyên của mình là các bạn nên đổi mật khẩu Facebook của mình định kỳ sau một khoảng thời gian nhất định nhé. Mật khẩu Facebook thì các bạn lên mạnh một chút, không bao gồm họ tên của mình này, hay là ngày tháng năm sinh của mình nhé. Và lên các bạn lên tạo cái mật khẩu có từ 8 ký tự đổ lên này. Rồi các bạn tạo một cách ngẫu nhiên nhé, bao gồm các ký tự chữ hoa này, chữ thường này, số này và các ký tự đặc biệt nhé. Thì bây giờ mình sẽ lấy cái tài khoản Facebook của mình ra để thực hiện luôn này. Thì các bạn sẽ mở Facebook lên và các bạn sẽ chọn vào cái ba gạch ở phía trên này cho mình nhé. Cài đặt và quyền riêng tư này. Sau đó là các bạn sẽ chọn vào cho mình là cài đặt nhé. Và các bạn sẽ chọn cho mình cái phần bảo mật và đăng nhập này. Sau đó các bạn sẽ vuốt xuống đây và tìm cái phần đổi mật khẩu này nhé. Đó, thì đến đây các bạn sẽ điền cho mình cái đầu tiên là các bạn sẽ điền cho mình cái mật khẩu mà các bạn đang sử dụng này. Sau đó là ở hai cái mục dưới là các bạn sẽ điền cho mình cái mật khẩu mới. Ok, mình sẽ điền cái mật khẩu cũ của mình nhé, cái mật khẩu mà mình đang sử dụng này. Đó, mật khẩu cũ thì mình cũng đã nhập vào rồi. Tiếp theo đó là cái mật khẩu mà mình cần tạo này. Mình sẽ tạo, mình sẽ điền cái mật khẩu mới vào đây nhé. Ví dụ là vừa chữ hoa, chữ thường, số và các ký tự đặc biệt. Thì mình sẽ không điền họ tên của mình vào nhé, cũng như là ngày tháng năm sinh vào. Ví dụ mình điền một cái, ví dụ là hoa hồng đi, chữ H đầu tiên mình viết hoa nhé. Hoa hồng 34 A còng đi. Đó, vừa số và vừa ký tự đặc biệt này. Ở dưới thì các bạn sẽ gõ giống cái ở mục trên nhé. Gõ lại mật khẩu mới này. Chữ H đầu tiên viết hoa này. Hoa hồng 34 A còng đi. Rồi các bạn sẽ bấm cho mình vào là lưu mật khẩu nhé. Đó, đến đây thì nó sẽ có cái tùy chọn là đăng xuất khỏi các thiết bị khác. Nó báo là mình đã đổi mật khẩu rồi. Nếu bạn cho rằng ai đó có thể biết cái mật khẩu cũ của mình, bạn lên đăng xuất khỏi mọi thiết bị, mọi điện thoại hoặc máy tính khác và kiểm tra các thay đổi gần đây cho tài khoản của mình. Ở đây thì mình sẽ chọn cái tùy chọn là duy trì đăng nhập nhé. Và mình sẽ chọn là tiếp tục này. Đó, như vậy là mình đã đổi xong cái mật khẩu của mình rồi. Nếu mà trong cái trường hợp mà các bạn lại quên cái mật khẩu cũ, cái mật khẩu hiện tại của các bạn, thì các bạn sẽ vào đây cho mình nhé. Mình cũng vẫn vào cái phần đổi mật khẩu này. Sau đó là ở đây nó có cái tùy chọn là quên mật khẩu này. Rồi các bạn sẽ bấm cho mình cái mục là tiếp tục nhé. Vì đây là cái số điện thoại của các bạn này, cái đuôi 61, ví dụ là cái số điện thoại của các bạn nhé. Thì nếu các bạn chắc chắn là đó là cái số điện thoại của các bạn, thì các bạn sẽ chọn cái mục là tiếp theo này. Đó, và giờ nó Facebook nó sẽ gửi một cái mã về cái số điện thoại của bạn nhé. Mình sẽ điền vào đây 792470. Mình sẽ điền vào đây 792470 này. Rồi mình sẽ chọn là tiếp nhé. Và đến đây thì chúng ta cũng có một cái tùy chọn là để chúng ta điền cái mật khẩu mới vào rồi. Mình sẽ chọn vào đây là, ví dụ mình vẫn điền cái mật khẩu là còng chẳng hạn. Rồi các bạn sẽ tích vào đây nhé. Cái mục là hãy đăng xuất tôi khỏi Facebook ở tất cả các nơi khác mà tài khoản của tôi có thể mở. Thì cái tùy chọn này, chọn cái tùy chọn này nếu một người lạ sử dụng tài khoản Facebook của các bạn nhé, ở bất kỳ đâu, thì nó sẽ đăng xuất hết ra. Và mình sẽ chọn là tiếp tục này. Đó, và bây giờ mình sẽ chọn là duy trì đăng nhập. Rồi mình sẽ chọn là tiếp tục nhé. Đăng xuất khỏi các thiết bị khác. Mình sẽ chọn là ok đi. Đó, ok, như vậy là cái video này mình đã hướng dẫn các bạn cách có thể đổi được cái mật khẩu Facebook của các bạn. Trong trường hợp là trong trường hợp các bạn nhớ cái mật khẩu cũ, và trong trường hợp mà các bạn quên cái mật khẩu cũ của mình nhé. Thì nếu các bạn thấy cái video này của mình hay và hữu ích thì hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi những cái chia sẻ tiếp theo của mình. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video tiếp theo của mình nhé.